Thì các bạn nhớ là đầu tiên vào phần mình sắp thì đầu tiên là cứ phải chọn đơn vị đã. Thì ở đây chúng ta chọn đơn vị là tấn mét. Rồi, các bạn nhìn qua đề bài một chút để mình qua đề bài á. Thì đề bài thì thầy đã cho khá là rõ ràng như là khối chân đế này thì bằng bằng thép này, vật liệu là thép này, với các đặc trưng là thầy giảm cho rồi, tải trọng thì cũng cho là bản thân tĩnh tải gió 6 rồi. Còn hình vẽ thì như các bạn thấy là ở đây thì hình vẽ thì mình nói luôn là cái ý tưởng vẽ, để tí nữa thì mình đỡ phải nói là các bạn nhìn thấy ở cái mặt bằng khối chân đế ấy, thì nhìn đây là mình đã biết là nó có tính chất đối xứng rồi. Thì ở đây thì bọn mình sẽ vẽ là chỉ vẽ 1/4 thôi, sau đó mình sẽ lấy đối xứng sang đấy, như các bạn thấy là mình đã lấy 1/4 sau khi đối xứng sang các mặt là được. Thì mà đây thì bây giờ thì mình sẽ nói luôn là cái tí nữa thì mình sẽ có lập tạo cái lưới. Thì mình nói luôn là ở phần tạo lưới ấy, thì ví dụ như là ở chụp x nhá, thì các bạn nhìn này, ở ngay mỗi cái là một mỗi cái điểm, mỗi cái là bạn phải cho một lưới. Thì giống như mình đang kể đấy, thì với ở ngay mỗi lưới như thế thì chúng ta sẽ có tất cả là 6 lưới. Ở chụp y cũng tương tự như thế, nó cũng là có 4 lưới này. Thì ở đây thì đề bài nó hơi bị mờ nên các bạn nhìn vào đề bài của mình là các bạn có thể thấy thôi, và các bạn có thể tự tính tọa độ lưới cho mình. Thì tí nữa mình có ghi chụp z thì thầy đã cho rõ ràng rồi đấy, từng tọa độ rồi. Thì tí nữa thì mình làm, nhưng mình sẽ bỏ qua mã số sinh viên nữa, thì bây giờ mình sẽ làm luôn để tí nữa khỏi phải nhìn lại. Thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ chụp phải vào file này, vào new model, vào grid only. Đây là để mình tạo một cái lưới điển hình nữa. Đây là một cái lưới thôi nhưng nó chưa đúng đâu, chưa đúng so với đề bài, thì tí nữa mình phải chỉnh sửa. Thì trước khi chỉnh sửa thì chúng ta lưu vào đã, chúng ta lưu vào desktop đấy. Các bạn nhớ là mình phải lưu một file riêng, tại vì cái này thì nó sẽ ra rất là nhiều cái linh tinh, như là tạo một cái file riêng để nó khỏi ra những cái linh tinh. Ở đây mình lưu vào bài tập 2 ấy. Mà đấy thì mình đặt tên cho cái bài của mình, nghĩa là đây là khối chân đế này. Các bạn nhớ là không viết không dấu nhá. Rồi ok. Tiếp theo chúng ta bây giờ là đến bước là chỉnh sửa grid, vào chuột phải edit grid data và modify là chỉnh sửa này. Thì các bạn nhớ là ở cái phần display grid ấy, thì có phần ordinate với spacing. Thì mình nói luôn là ordinate là cộng dồn các khoảng cách, có nghĩa là nó sẽ cộng dồn lên, còn spacing là khoảng cách thực tế giữa các lưới. Thì để dễ dàng thì mình mới chọn spacing. Thì đầu tiên là ở với chỗ x này thì tọa độ đầu tiên là 7 này, 8 này, 12 này, 8 này, 7 này. Đây là 7. Thì các bạn nhớ kết thúc lưới luôn luôn là tọa độ là 0 nhé. Thế nên nó mới hiểu như thế là kết thúc lưới. Rồi đến trục y. Trục y thì cũng có các tọa độ, nhưng mà mình đã tính sẵn là 6,5 này, 15 này, 6.5, 0. Rồi đến trục z là 5 này, 20, 16 này, 14 này, và 0. Rồi ok. Ok. Thế là ở đây thì các bạn để bên tay trái các bạn để xy này, để 2D, còn bên phải các bạn để chế độ 3D để các mình chúng ta nhìn song song cho nó dễ. Rồi tiếp theo thì bây giờ có lưới rồi, thì bây giờ chúng ta đi định nghĩa. Thì như vừa nãy thì mình có đọc qua đề bài thì có định nghĩa này, vật liệu này, tiết diện này. Như vật liệu thì các thầy giáo cho đủ mô đun đàn hồi, trọng lượng riêng, hệ số phát xong rồi này. Lần tiếp theo là các bạn có thể nhìn qua tiết diện. Ở trên hình vẽ thì mình đã có đánh dấu 4 cái tiết diện mà đề bài này rồi. Thế bây giờ mình định nghĩa đầy đủ 4 tiết diện này là được. Và bây giờ mình vào định nghĩa nhá. Định nghĩa thì các bạn vào thêm công cụ define, vào vật liệu là material. Rồi các bạn ấn luôn vào đấy để định nghĩa vật liệu. Rồi các bạn add new material đi. Đây là vật liệu thép, các bạn đặt tên là thép nhá. Ở cái material type thì các bạn cứ để steel thì là thép mà. Cái dưới là weight unit volume thì nó là trọng lượng riêng. Thì ở đề bài thầy giáo đã cho trọng lượng riêng là 7.85
tấn trên mét khối. Đây là mình đã đổi ra tấn với mét rồi nhá. Mình vừa chọn đơn vị đấy là 7.85 này. Phần ở phần master unit volume ấy thì máy tính nó sẽ tự tính cho mình. Đây là module đàn hồi là 2.1E7. Ở đây mình đã đổi hệ số phát xâm là 0.3 này này. Còn những cái dưới thì đề bài nó cũng không cho làm, cũng không quan trọng, không mình cũng không quan tâm cho lắm. Nó không liên quan nên là ok luôn. Ok. Tiếp theo, định nghĩa xong mình đã định nghĩa xong vật liệu. Bây giờ thì định nghĩa xong phần tiết diện, mình vào phần section property và phần frame section ấy thì đấy là định nghĩa tiết diện thì mình add new property. Còn đề bài là cho là vật liệu là thép, ống thép thì mình là chọn là file. Mình đặt tên thì các bạn chỉ nghĩ là đặt tên là sao cho nó dễ nhìn gì nữa là dễ nhận biết, thì nữa mình vẽ mình còn phải mình vẽ cho từng tiết diện mà các bạn đặt làm sao để mình dễ nhận biết nhất thì mình cứ đặt theo đúng cái tiết diện mà thầy giáo cho ấy. Thì đầu tiên là D864x22.2 cái material nghĩa là chọn là thép ấy, mình vừa làm xong ấy. Cái này là outside diameter ấy, các bạn chú ý nó là đường kính ngoài nhá, thì nó sẽ là 0.864. Còn cái one thickness thì nó sẽ là chiều dày, nó sẽ là 0.0222. Rồi display color thì bạn phải chọn cho cái màu cho nó nổi bật để tí nữa nhìn nó rõ. Ok. Ok. Tiếp theo là add copy property. Tiết diện tiếp theo sẽ là D610 x 20.6. Vật liệu cũng là thép này, cái này sẽ là tương tự như vậy là 0.610, bên dưới là 0.2206. Ok, tiếp theo add copy. Các bạn cứ làm tương tự đầy đủ 4 tiết diện là được. D1829 x 31.8. Tiếp theo dưới là 1.829 này, ở dưới là 0.0318. Ok. Tiếp theo là add copy tiếp. Tiếp diện cuối cùng là D559 x 15.2. Ok. Cái này là 0.559. Tiếp theo dưới là 0.0152. Ok. Vậy là chúng ta đã vừa định nghĩa xong 4 cái tiết diện đấy, đã đầy đủ 4 tiết diện rồi, chúng ta ok là được. Tiếp theo định nghĩa xong tải trọng nhá, thì là vào phần lock pattern ấy. Thì lock pattern thì thầy giáo cho 4 cái tải trọng là bản thân này, tĩnh tải này, gió này, sóng này, thì chúng ta định nghĩa cũng đầy đủ 4 tĩnh tải đấy. Đầu tiên là tải trọng bản thân nhá, BT này, đầu tiên là BT. Hai nó là dip này, này các bạn ấn modify này. Tiếp theo là tĩnh tải này, hai của nó là leaf. Rồi, tiếp theo là gió này, gió thì hai nó sẽ là wind. Rồi các ất, tiếp theo là cuối cùng là sóng này, sóng thì sẽ là leaf. Rồi ất bằng thế là đầy đủ 4 tải trọng đấy. Rồi các bạn ấn ok. Rồi bây giờ các bạn tiếp tục vào define này, vào last case để xem là thì các bạn thấy là những cái tải trọng mà mình vừa định nghĩa thì nó sẽ hiện lên hết lên đây. Nhưng cái tải trọng bản thân ấy thì nó trước mình đặt tên là bản thân nhưng nó vẫn để là đi đấy, thì mình chỉnh sửa tí nữa mình khỏi phải nhầm là vào modify này, vào đi thì mình thay một chữ bt thôi. Rồi ok, thì ra nó đã sửa đi thành bản thân rồi. Ok, bây giờ chúng ta định nghĩa sang tổ hợp tải trọng. Thì ở đề bài này là cho tổ hợp tải trọng thì có combo 1, combo 2 và combo 3. Thì combo 1 thì là một bản thân với một tĩnh tải. Combo 2 thì một bản thân một tĩnh tải 0.9 gió và 0.9 sóng. Combo 3 thì gồm combo 1 và combo 2. Bây giờ chúng ta định nghĩa ba cái combo này. Các bạn vào define này, vào last combination này, và undo combo và combo 1. Thì cái last combination 2 là linear up này. Rồi ở dưới đây thì các bạn như vừa nãy là gồm bản thân đấy là một và up rồi này. Tiếp theo là tĩnh tải này, ất này. Rồi bây giờ chúng ta xong rồi. Bây giờ ok này, xong rồi combo 1. Tiếp theo là combo 2 này, cũng là liên với ất này. Cái này bản thân này, ất này, tĩnh tải này, ất này, gió này, 0.9 nhá.
0.9 này, up 6 0.9 này, up này, rồi ok. Như thế là xong combo 2. Tiếp theo là combo 3. Các bạn nhớ là cái lock combo này xứng 2 sẽ là envelope nha. Rồi, nó gồm combo 1 up này và combo 2 up này, rồi ok. Như thế là mình đã vừa định nghĩa xong 3 cái combo đấy, 3 cái tổ hợp tải trọng. Rồi ok. Vậy là chúng ta vừa mới làm xong đầy đủ tất cả các định nghĩa từ vật liệu, tiết diện, tải trọng và tổ hợp tải trọng. Thì các bạn nhớ là định nghĩa xong thì các bạn lưu vào nhá. Tránh trường hợp mà các bạn đang làm thì nó bị mất điện hay là bị sập nguồn các kiểu thì mà chưa lưu là chết đấy. Rồi lưu à. Tiếp theo là xong rồi thì chúng ta vẽ. Bây giờ vẽ thì các bạn chọn thêm công cụ vẽ không? Ở đây thì các bạn thì có hai sự lựa chọn, đấy là ở phần này khi nó hiện lên cái property ở object ấy, có phần section, các bạn có thể chọn trước hoặc các bạn có thể vẽ xong rồi dán, làm như thế nào cũng được. Nhưng mà mình cứ tùy làm sao mà nó nhanh nhất và đúng nhất thì mình làm. Ở đây thì mình vẽ đã. Thì đầu tiên là chúng ta lên cái mặt phẳng, lên cái mặt diaphragm đầu tiên để vẽ từ trên rồi vẽ xuống dưới dần nhá. Rồi chúng ta tiến hành vẽ thôi. Các bạn có thể nhìn luôn vào đề là để vẽ làm sao nó giống hết cái đề của thầy giáo cho là được. Mình cứ vẽ làm sao để mà nó giống cái đề là được. Như đây này, vẽ có rất là nhiều cách vẽ, mỗi người có một ý tưởng khác mà vẽ làm sao thì cứ làm sao giống đề là được. Ok, bây giờ mình vẽ theo cách của mình. Nhưng các bạn nhớ là vừa nãy mình nói 1/4 ấy, thì bây giờ mình vẽ cả rồi tí nữa mình xóa đi lấy 1/4 sau. Ở đây thì muốn bắt trung điểm ấy thì các bạn ấn vào cái chỗ thanh công cụ với phần đấy mình đang chỉ ấy, thì như thế nào nó sẽ bắt được trung điểm. Rồi, bây giờ các bạn muốn lấy 1/4 ấy, có nghĩa là xóa đi chỉ còn 1/4, vì mình bảo là mẹ vẽ 1/4 mà. Thì các bạn phải chia các giao điểm các thanh ra. Các bạn chọn Ctrl A này, và Edit này, và Edit Line này, và Divide Frame này. Có phần Break ấy, phần thứ hai ấy, các bạn chọn vào đấy. Mà ok, như thế là có nghĩa là nó đã chia giao điểm tại các chia giao điểm tại các thanh này, rồi các mặt, rồi các đường. Như các bạn thấy là nó đã ở tại những cái giao điểm này hoặc có nút này, đã nhìn này những cái nút đấy, tại vì mình vừa chia xong mà. Rồi bây giờ thì xóa đi và để lại một đúng 1/4 thôi. Rồi như thế là các bạn thấy là các bạn có thể so sánh nguyên đề là như thế này là nó là chính là 1/4 đấy. Bây giờ tiếp theo là chúng ta muốn cóp xuống 4, vì có tất cả 4 mặt phẳng diaphragm thì chúng ta còn thiếu 3 cái nữa, mà muốn cóp xuống các mặt phẳng còn lại chúng ta phải copy cái gì thì chúng ta phải biết là mình copy đến đâu và định hình copy tại chỗ nào. Thì ở đây nếu mà để như thế này thì là mình sẽ không thể hiểu được là mình sẽ copy đến cái chỗ nào. Thì mình phải định vị là cái khoảng cách mà mình cần copy xuống ấy. Thì bây giờ mình sẽ làm như thế này á. Đầu tiên là mình vẽ cái thanh ống chính ở đây, thì mình chọn thanh ống chính đã. Tiết diện thanh ống chính là 1829 ấy. Thì mình vẽ thanh ống chính dọc xuống đây. Rồi bây giờ mình chọn thanh ống chính rồi nhá, thì mình sẽ chia cái thanh này ra thành 4 khoảng cách thôi, 4 khoảng cách giống như y như đề bài ấy. Thì để tí nữa mình copy xuống 4 các cái khoảng cách đấy cho nó dễ. Thì mình chọn cái thanh này này, thì mình chia nó ra, thì mình vào edit này, vào edit line này, có phần divide frame này, mình chọn cái đầu tiên này, divide into gì gì đấy. Thì cái number of frame thì mình chia thành 2 phần mà, có nghĩa là cái số lượng của thanh ấy thì mình chia thành 2 thanh, thì mình chọn cứ để là 2. Còn cái phần này là cái khoảng cách mà mình chia ấy, thì mình chọn mình cứ ấn mình chia đúng cái khoảng cách thôi. Thì các bạn nhìn vào đề có thể biết là mình chia mở ngoặc ra là 5 này cộng 20 cộng 16 ống ngoặc chia 14, có nghĩa là mình muốn
vẽ cái khoảng cách đầu tiên thì mình phải lấy những cái khoảng cách cuối để chia khoảng cách đầu. Nên nó chỉ mang tính chất là giống như hình học thôi. Rồi, ok. Rồi, các bạn nhìn thấy là nhìn thấy là mình đã cái phần trên này, nghĩa mình đã chia rồi. Nhưng nếu các bạn muốn nhìn rõ cái nút này ra này, cái nút vừa chia thì các bạn ấn vào cái tích ở bên trên ấy, các bạn ấn vào đấy. Thì ở phần thanh phần join ấy thì các bạn tắt cái invisible đi, xong ok là nó sẽ hiện ra cái nút đấy. Rồi tiếp các bạn chia tiếp cái thanh tiếp nhá. Rồi bạn cái thanh đấy là mình vừa tắt cái grid đó đi đấy. Rồi các bạn chọn thanh tiếp để chia tiếp xuống ấy, xuống khoảng cách ở dưới ấy, và edit để làm tương tự như cái vừa nãy luôn. Và đi ra frame cũng là hai thanh, cái khoảng cách dưới thì nó là 5 để cộng 20 đóng ngoặc chia 16 cũng là để lấy cái khoảng cách tiếp theo thôi. Rồi ok, như các bạn thấy là nó chia đúng vào cái được cái điểm đấy rồi đấy. Tiếp theo chia cái cuối cùng và edit này, và edit line này, đi ra frame này cũng là hai thanh này. Và tiếp theo là khoảng cách tiếp theo là 5 chia cho 20 thì khoảng cách tiếp theo mình cần lấy là 20 mà. À, 520. Ok này. Đấy, như thế mình cũng thể lấy được cái điểm đấy rồi đó. Thôi bây giờ thì chúng ta copy xuống cái khoảng cách này thôi. Đã có cái khoảng cách và đã có cái đường thẳng này rồi thì chúng ta cứ copy nó xuống thôi. Rồi muốn copy thì chúng ta vào cái edit chọn, nếu là chọn đối tượng trước nhá thì mới được copy xuống đúng rồi đấy. Edit này, vào replicate này. Và line kia ấy, cái đầu tiên đấy. Rồi mình đang copy đi xuống theo trục Z thì mình phải lấy tọa độ ở DZ này. Tọa độ copy xuống khoảng cách đầu tiên là -14 thì mình đang đi xuống mà ngược chiều thì mình phải lấy dấu âm nhá. Các bạn chú ý là có cái phần delete original object ấy. Nếu mà có nghĩa là các bạn tích vào đấy thì nó sẽ là copy và xóa cái đối tượng ban đầu. Còn nếu bạn không thích có nghĩa là nó sẽ copy và nó sẽ giữ nguyên. Thì bây giờ ở bài này thì mình chú ý là giữ nguyên mà đừng tích vào đấy. Rồi ok. Như bạn thấy là mình đã vừa mới copy được xuống rồi đấy. Rồi tiếp theo chúng ta copy xuống mặt phẳng tiếp theo thôi. Rồi chọn đối tượng nhá. Xong vào edit này. Vào edit và đi duplicate này. Line mirror này. Khoảng cách tiếp theo là -16 này. Làm tương tự với cái trên thôi. Rồi copy tiếp này. Tiếp theo là -20. Ok, tôi thấy là đã đủ 4 mặt phẳng diagram rồi đấy. Nhưng mà các bạn chú ý là ở cái phần này nó chưa khớp với cái trục chính này. Đây là thanh ngầm chính này. Vẽ là nó phải khớp y như cái mặt phẳng diagram đầu tiên đúng không? Nhưng mà ở đây nó chưa khớp vào với nhau thì chúng ta phải chỉnh sửa làm sao cho nó phải đúng y như cái mặt phẳng diagram đầu tiên ấy. Thì nó mới chính xác được. Thì chúng ta sang cái 2D để vẽ cho nó sửa từng cái mặt một cho nó dễ ra xuống lấy xuống cái mặt thứ hai đi. Rồi thế các bạn thấy là ở cái mặt phẳng này thì lẽ là nó phải có cái điểm này mình vừa mới chia xong ấy, nhưng ở bên mặt bằng thì nó chưa có. Thì muốn hiện nó lên thì các bạn cũng ấn vào dấu tích này. Ở cái phần dấu tích này thì các bạn có phần zone, phần join này, phần frame, tất cả các phần này này. Các bạn muốn hiện cái gì thì các bạn tích nó vào thôi. Bây giờ không muốn hiện gì thì ẩn nó đi. Nên đây thì ẩn invisible đi. Nó sẽ là hiện lên các điểm này này. Thì điểm này bây giờ thì chúng ta vẽ thôi. Bây giờ thì chúng ta vẽ. Nói chung là mỗi người có một cách vẽ khác nhau thì bây giờ mình đang vẽ hai cái thanh này là để định vị. Để tí nữa mình sẽ có cái định vị cái thanh để vẽ chính này. Bây giờ chúng ta cần vẽ vuông góc đến đây đúng không? Nhưng mà chưa vẽ được thì chúng ta ở thanh công cụ để chọn cái vuông góc ấy. Thì tí nữa nó sẽ tự bắt vuông góc cho mình. Các bạn chú ý ấy, mình đang chỉ ở trên màn hình á. Như thế là ở cái khi đây thì mình có bắt được cái vuông góc. Nó hiện lên cái chữ perpendicular gì đấy. Đó là vuông góc đây. Rồi. Ok. Bây giờ cái gì không được. Các bạn nhớ là nhìn đây thì các bạn phải kết hợp nhìn cả 2D với 3D nhá. Giữa 2D là nó có đúng hai cái thanh này. Ở phần 3D này, các bạn nhìn cái hai cái thanh này này, nó đã khớp vào đây rồi.
thì những cái gì thừa đi các bạn phải xóa đi, thì xóa luôn ở trên 2D hay 3D đều được hết, thì chứ không phải là xóa linh tinh thôi à. Nó là phải nhìn nhìn song song cả hai cái. À, cái phần này mà các bạn nhìn ở phần 3D này có cái điểm này thì nó sẽ không thay đổi và mình cần phải giữ cái điểm này chứ. Nhưng mà nếu mà mình tỏa xóa mất cái thanh này đi này, xóa cái thanh này đi thì cái điểm nó sẽ bay mất luôn đấy. Thì để định vị cái điểm này ở lại thì các bạn vào cái thanh công cụ của cái phần điểm này, rồi bạn tích vào đấy, xong tích vào cái điểm mà mình cần giữ ấy, rồi ok, sau đó là mình thoải mái xóa thôi. Các bạn nhớ là khi vẽ là phải nhìn cả 3D nhá, xóa cái gì thì xóa, cái gì để lại thì nhớ để lại. Rồi bây giờ có phải là nhìn vào đây thì các bạn cần phải cho là hai cái thanh này thì nó cần phải giao với cái thanh này, hai cái này thì các bạn muốn giao thì các bạn chọn hết cả hai cả bằng cái thanh, các bạn vào edit này, vào phần edit line có cái chỗ trim extend frame ấy. Rồi các bạn tích vào đấy, các bạn ấn vào extend frame. Đây như thế là nó sẽ tự bắt cái dao này, cũng giống như trong kết ấy, cũng có lệnh trim ấy là nó sẽ tự giao điểm với các đường thẳng ấy. Rồi bây giờ tiếp theo thì nó đã khớp rồi thì bây giờ các bạn vẽ cho nó giống thôi, giống như cái mặt phẳng đầu tiên ấy, vì bốn mặt phẳng này là giống nhau mà. Rồi bây giờ xong rồi, các bạn muốn xóa cái gì đi mà thì các bạn nhớ là phải chia nó ra, chia đều ra thì chọn trang Ctrl A này, còn vào edit này và edit line này cũng chia lại giao điểm này là bracket ấy, ok này. Nhớ là khi làm cái gì mà muốn xóa hay là muốn làm gì thì các bạn đều phải chia hết ra ấy, tất nhiên là phải chia ra thì nó mới liên kết được. Như thế các bạn nhìn thấy nó giống cái mặt phẳng bia class đầu tiên rồi đấy, đúng rồi đấy. Tiếp theo tương tự với hai mặt phẳng còn lại thì cũng làm y như thế. Các bạn nhớ là mình vừa nãy mình làm nhưng mà mình chưa gắn tiết diện đấy. Sau đó thôi bây giờ thì mình sẽ làm luôn những cái còn lại, xong rồi mình sẽ đi lên gắn tiết diện xong. Các bạn nhớ là các bạn cứ mình vừa làm cái mặt phẳng trên như nào thì bây giờ mình làm y như thế thôi. Thế thôi, cái này nó giống nhau thế là mình cũng cứ làm giống nhau thôi, cũng không có cái gì mới mẻ hết. Ở chỗ này các bạn nhớ em cần lẫn không bắt vào grid ấy, các bạn có thể một là cẩn thận và hai là tắt grid đi. Như thế là chúng ta, các bạn nhìn mà bên 3D là chúng ta đã đầy đủ bốn mặt phẳng bia class, và cũng các bạn nhìn này là cũng đúng rồi đấy, thì chúng ta mới vẽ được bốn này thôi. Tiếp theo là chúng ta phải đi gán, vì vừa nãy chúng ta vẽ mà chúng ta chưa gán, thế bây giờ phải có gán tiết diện mà. Thì mặt phẳng đầu tiên là chúng ta
chúng ta sẽ gán từ mặt phẳng đầu tiên nha. Rồi bây giờ các bạn đánh sang đây muốn nhìn xem là nó đang ở tiết diện nào ấy, thì các bạn vào dấu tích này nè. Các bạn ở phần frame ấy, nhớ là tăng thanh ấy, thì các bạn bật cái section lên, có nghĩa là cái tiết diện đấy, thì nó sẽ hiện ra những cái tiết diện này. Các bạn nhìn qua xem cái nào chưa đúng thì các bạn sửa lại thôi. Bây giờ các bạn cứ so sánh với đề bài của thầy thì có vẻ là những cái bao ngoài thì có tiết diện là 864 × 2.2, còn những cái bên trong sẽ là 559 × 15.2. Thôi các bạn nhìn lại xem cái nào chưa đúng thì các bạn chọn để sửa lại. Cái này nó chưa đúng này, còn sửa lại là gán lại. Thì các bạn nhớ là gán cái gì thì các bạn vào aside nhá. Xong đây là gán tiết diện này vào frame này, frame có phần frame section này, các bạn gõ vào đấy, tiết diện của nó là 864 này, ok này. Rồi đây nó sẽ tự nhảy tương tự với xuống ba mặt phẳng diagram còn lại cũng là như thế. Rồi cái gì sai thì các bạn gán lại nha. Các bạn nhìn thành thật không, nó bị nhầm tiết diện cũng nghiêm trọng phải đấy. Frame này, và có sai và frame sexy này, đây là 864 này. Frame sexy này. Ok, vậy là chúng ta vừa mới vẽ mà cũng đã gắn đầy đủ tiết diện cho bốn cái mặt phẳng diagram. Thì ra chỉ là 1/4 rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta vẽ những cái còn lại thôi. Đầu tiên là vẽ những cái thanh ống chính mà nó sẽ chạy xuất từ đây này. Các bạn bật clip lên này, view này và show clip này để bật clip lên thì vẽ cái thanh ống chính ở đây. Thì các bạn cần, các bạn nhớ lại. Các bạn nhớ là ở đây nó sẽ chạy dọc suốt đến tận xuống dưới nhá. Ống chính thì nó sẽ phải xuống cái cốt mà 5-5 đây này. Thì nó chưa có cái điểm này để nối, thì các bạn định vị cái điểm này. Thì các bạn vào cái điểm ấy. Rồi. Rồi các bạn định vị cái điểm này và xuống. Như là chỉ là để định vị để tí nữa mình nối thôi. Rồi bây giờ chọn thanh công cụ vẽ, chọn cái ống chính. Ống chính thì các bạn chọn luôn cái tiết diện của nó là 1000 bao nhiêu đấy. To nhất đấy. Rồi các bạn vẽ. Ok. Bây giờ thì mình đã gần hoàn thành xong rồi đấy. Chỉ còn những cái thanh chéo. Những cái thanh chéo này thì mình nối nó lại thôi. Vì những cái thanh ở các mặt nữa thì mình vẫn chưa có. Những cái mặt bên gì đấy mình chưa có thì tí nữa mình sẽ vẽ xong. Thì trước hết mình cứ nối các thanh chéo ở cái đầu tiên này đã. Cái mặt đầu tiên ấy. Muốn nó đơn giản hơn thì mình bắt cái grid đi nhá. Thì mình rồi. Thì bây giờ mình nối thôi. Mình chọn tiết diện luôn nên nó khỏi nhầm. Bạn cẩn thận không bắt nhầm sai nhé. Rồi. Mình các bạn có nhìn thấy cái mà mặt phẳng bên cạnh luôn đấy. Thì mặt phẳng ở giữa. Thì mình cũng vẽ cái các thanh chéo tương tự như mặt phẳng này, nhưng mà các bạn nhớ là ở đây nó chỉ có một nửa mặt phẳng thôi, tí nữa mình còn đối xứng sang nữa. Mình chỉ vẽ một nửa thôi, nếu mà vẽ cả sai đấy thì muốn vẽ cái này thì mình định hình nó. Mình muốn vẽ một nửa thì mình vẽ những cái đường thẳng để định hình nó thôi, để mình có cái mà nối vào cho tiện. Rồi. Ở đây chỗ trung điểm nhé, các bạn chọn cái trung điểm nhé.
Rồi, xong rồi thì mình xóa cái thanh mình vừa định vị đi. Nghĩa là thanh này ý mình là nó chỉ mang tính chất định vị để mình tìm được cái trung điểm đó thôi. Còn thực sự nó cũng không cần thiết thì tí nữa mình còn gấp đôi lên mà. Thế là vẽ xong mình nên xóa luôn đi, không tí nữa là khi mình đối xứng hết sao là mình không biết là thanh nào và thanh nào đâu. Tiếp theo là bây giờ còn cái vẽ cái thanh của cái mặt phẳng IZ ấy. Đấy, thì các bạn mình vẫn còn chưa vẽ cái đấy. Thì các bạn nhưng mà các bạn chú ý là cái mặt phẳng đấy, cái đấy thì mình nó không phải là trung điểm, hai đường chéo nó không phải là trung điểm đâu. Thế mình không thể vẽ một nửa rồi lấy bắt vào trung điểm tương tự như mình vừa làm xong rồi cái thanh vừa xong ấy. Vì nó là hình thang mà nó, cái mặt phẳng đi cái khối chân đế này nó không phải là đều từ trên xuống dưới mà là nó là to dần từ trên xuống dưới, cái đầu tiên thì nhỏ, cái dưới thì to. Thế là mặt phẳng này nó là hình thang, là giao điểm của nó sẽ không là cái giao điểm của hai đường chéo nó sẽ không là trung điểm. Thế mình cũng không thể lấy được trung điểm. Thế là mình nghĩ là chỉ có cách duy nhất là mình lấy đối xứng sang để nó tạo luôn thành hình thang, sau đó mình nối đường chéo thôi. Thì bây giờ mình lấy đối xứng thôi. Thì muốn lấy đối xứng thì mình phải biết là cái khoảng cách cái mình đối xứng sang bao nhiêu. Thì mình xem cái điểm này, điểm này xem nó là cái tọa độ là bao nhiêu. Thì mình vào location này, rồi các bạn xem ở cái y ấy, mình đang lấy đối xứng theo phương y mà, thì nó là 14 này. 14 thì các bạn tí nữa nhớ con số 14 để lấy đối xứng nha. Rồi các bạn chọn hết đi. Rồi các bạn vào edit này, vào replicate này, vào mirror này. Rồi theo cái y là 14 thì như mình vừa xem xong ấy. Rồi 14 này. Rồi cái x thì mình mặt phẳng để định vị mặt phẳng á. Thế thì để một cái là không cũng được, còn một cái là mình lấy bừa đi, số nào cũng được. Rồi. Ok. Đây, như thế là các bạn nhìn là nó vừa đối xứng sang ấy. Bây giờ các bạn mình vẽ cái mặt phẳng nó thôi. Vẽ bây giờ như các bạn nhìn á thì ở đây mặt phẳng này thì mình có thể vẽ trực tiếp ở trên hình 3D được này. Cái đầu tiên ấy. Thì đấy như mình đang chỉ đấy là cái mình có thể vẽ luôn được cái này. Thế là mình cứ vẽ luôn đi đã, cái gì mình vẽ được thì mình cứ vẽ đi. Sau đó là nếu chưa vẽ được thì tính con đường tiếp. Rồi chọn tiếp diện nha. Rồi như thế là mình đã vẽ đấy, nhưng mà chưa xong đâu nha, tại vì các bạn nhớ là phải tưởng tượng cho đúng ấy, định hình cho đúng cái bên trong này, cái bên trong như mình đang chỉ này. Thì cái này là mình chưa có đường chéo đâu nhá, mình vừa gấp đôi lên để vẽ đâu mà. Nhưng mà mình mà vẽ trực tiếp lên đây chắc là không vẽ nổi mất, tại vì nó lòng ngoằng như thế này mình sẽ rất là dễ bắt sai điểm. Thì mình nếu mà không vẽ được thì sang 2D để nhìn thôi. 2D là nhìn đơn giản nhất rồi. Mình nhìn vào mặt phẳng IZ này. Rồi, sau đó mình nách vào đúng cái nách cái này vào đúng cái mình đang cần. Đây, nó là cái này này. Đây mình đang cần vẽ. Thì các bạn nhìn đấy, nếu mà mình vẽ sang 2D rất là đơn giản và chẳng bao giờ bị nhầm không. Rồi, bây giờ vẽ thôi. Thì bây giờ cứ nối các đường chéo thôi. Các bạn cẩn thận không bắt vào grid nha. Các bạn phải cẩn thận đấy. Một là không thì nếu mà sợ bắt vào grid thì có thể là tắt grid đi cũng được. Nếu mà tắt grid đi thì mình sẽ không lo nhầm. Bắt vào grid là tí nữa hình nó sẽ sai ấy. Đấy, như thế là mình vừa vẽ xong rồi đấy. Xong cái này các mặt phẳng IZ gì hay là vẽ tất cả đều đủ đầy đủ hết rồi đấy. Mà nó cũng không, chắc là không bị nhầm gì đâu. Thế là đây là 1/2. Thì thôi bây giờ mình vẽ 1/2 rồi thì mình cứ gán luôn kể cả liên kết với lại tải trọng luôn tại 1/2 đây. Thì đầu tiên mình cứ gán cái liên kết đã. Liên kết thì là nó là ở ngàm ở cái chân cột chân 4 ống chính ấy. Thì mình chọn 4 cái chân đấy, mình xuống next xuống cái mặt phẳng đáy cùng ấy. Rồi mình chọn 4 cái chân đấy. Xong rồi mình gán thì mình vào outside này, hoặc vào zone này, hoặc cái red chan gì đấy. Rồi mình chọn cái đấy. Thì ở đây nó là ngàm thì mình chọn cái hình ngàm ấy. Rồi, ok. Đây các bạn
bạn như là nhìn sang đây là các bạn thấy nó là có bốn ở trên bộ cái ống chính là nó đã được làm rồi đấy. Nếu mà không các bạn mà không gắn liên kết là cũng hơi bị nguy hiểm ấy. Rồi gắn liên kết rồi tiếp đến đấy là mình sẽ gắn tải trọng nhá. Tải trọng thì như mình vừa mình trình bày bên trên ấy thì nó có bản thân, nhưng mà các bạn nhớ là bản thân mình không cần phải gắn đâu, vì bản thân mà, thế nên là máy tính nó sẽ tự tính luôn. Tiếp theo là tĩnh tải này, sau đó là gió và sóng, thì mình cứ gắn lần lượt thôi. Đầu tiên là mình gắn tĩnh tải nhá. Tĩnh tải thì ở đề bài như vừa nãy mình đọc là cho là nó sẽ là ở do thượng tầng truyền xuống này, thì nó ở thượng tầng nó sẽ là mặt phẳng đầu tiên, mình cứ nên là mặt phẳng đầu tiên đã. Rồi tiếp theo đó là ở thượng tầng này, sau đó là quy thành lực tập trung, thì có nghĩa là ở đây nó chỉ là lực tập trung, nó chỉ là về nút thôi, thì mình chọn bốn cái thanh ống chính là được, thì lực tập trung nó chỉ ở nút thôi mà. Rồi bây giờ mình gắn vào là được. Mình chọn Outside này, chọn Zone Lock này, chọn Forceps này. Rồi mình đang tĩnh tải thì chọn là tĩnh tải này. Rồi tiếp theo là cái lực này là có phương là âm Z, có nghĩa là phương đi xuống dưới đấy, thì mình nhập giá trị đó là -225. Rồi ok. Rồi tiếp theo là gió này. Gió thì cũng tương tự như thế nhá. Thì các bạn cũng chọn gió, nó cũng là tác dụng của thượng tầng, cũng là lực tập trung trên đầu của ống chính. Thì mình cũng chọn các ống chính, đầu các ống chính. Rồi, đầu của bốn ống chính thì là bốn cái thôi. Các bạn cũng bảo Outside này, các bạn Zone Lock này, Forceps này. Bây giờ là gió này, lực thì là gió. Gió đây thì nó là truyền theo phương dương x, nó là giá trị của nó là 48,5, thì các bạn nhập là 48,5. Rồi ok. Mình như các bạn nhìn là nó đã có lực gió rồi đấy. Các bạn chú ý là mình gắn là sẽ có lực luôn nhá. Tiếp theo là sóng. Sóng thì nó hơi đắc với một tí, nghĩa là nó cũng quy về lực tập trung tại các nút, nhưng mà các nút này là nó có cao độ là phải nằm dưới mức nước tính toán mà đề bài cho là 40m, có nghĩa là những điểm nào mà dưới 40m thì nó mới chịu tác dụng của lực nước, còn trên là nó không chịu. Thế nên ở đây nó cũng họ cho là tải trọng thì cũng tại các nút thì đề bài cũng cho rồi, theo công thức là 1,7 FX bằng 1,7 len Z, thì mình mới biết xác định được độ cao của nó là bao nhiêu đấy. Thay vào công thức, nói chung là cái gắn này nó không đồng bộ như tất cả cái kia, nhưng mà mình phải tìm các nút, nên nói chung là cũng khá là đơn giản đấy, cũng không khó lắm. Thì bây giờ mình phải tìm các điểm có cao độ dưới 40m. Thì muốn tìm thì đầu tiên các bạn cứ chia thanh lại các cao điểm đó, vì nhỡ là vừa nãy mình còn chưa chia hết ấy, mình phải chia ra để nó hình thành các nút mà. Các bạn chọn căn zone A này, sau đó là edit này, xong vào cái edit line. Cái này thì cũng làm tương tự như nhiều lần bên trên mình làm rồi đấy. Rồi tiếp theo là mình đi xét cao độ của các điểm. Thì các bạn nhìn nó sang 3D thì có phải là nó rất là lòng ngoằng, điểm này điểm kia loạn hết cả lên đúng không, nhìn nó khó nhìn. Thì mình nhìn bằng cách là có một cách nhìn nó là cũng là nhìn 3D, nhưng mà nhìn xa vô cùng thì nó sẽ đơn giản hơn, các bạn dễ nhìn hơn nha. Rồi các bạn vào cái view ấy, vào view trên thanh công cụ này, vào set 3D view này. Rồi các bạn nhìn theo mặt phẳng XZ này. Rồi tại gốc là 0 này. Rồi ok. Rồi các bạn nhìn thấy đây, đây là nhìn xa vô cùng, thì nó cũng có tất cả các điểm ở trên đây rồi. Có nghĩa là những điểm nào mà cùng cao độ nó sẽ trùng nhau, nó là cùng một cao độ thì nó nhìn nó sẽ trùng nhau luôn. Mình chọn cũng dễ và mình set nó cũng dễ, nhưng mà làm gì nó cũng đơn giản hơn là nếu các bạn nhìn 3D như vừa nãy. Rồi như các bạn nhìn đây, thì các bạn bây giờ thì mình kiểm tra cao độ của từng nút nhá. Thì muốn kiểm tra cao độ từng nút thì các bạn trượt phải vào cái nút đấy, muốn kiểm tra nút nào thì trượt phải này, sau đó là location này, sau đó các bạn nhìn này, đang cao độ thì nhìn theo trục Z ấy, đây là 48 này. Các bạn nhớ là phải trừ đi cho 5 là được chôn dưới đất rồi nhá. Nếu mà tính cả 48 này là gì là không trừ là sẽ bị sai ấy. Thì 48 trừ 5 là 43. 43 vẫn lớn hơn 40, nó không thỏa mãn. Các bạn nhìn tương tự với một số nút, nhìn nút ở dưới đây xem nào.
Đây là 41 này, 41 trừ 5 thì còn 38 này. Thì 38 là thỏa mãn rồi đấy. Rồi, như cho mình cứ thử một nút ở trên đây xem nó được không nhá. Nếu mà không được thì có nghĩa là tất cả các nút ở bên dưới. Rồi, thử nút đấy đi. Này, location này. Ở đây là, ở đây còn 48,7 luôn. Đấy, chắc chắn không được, trừ đi 5 cũng không được. Vậy có nghĩa là các nút kể từ nút này trượt xuống thì nó sẽ là chịu lực sóng tác động. Còn những nút bên trên thì sẽ không chịu. Mình chỉ gán tải trọng cho các nút đấy thôi, các nút ở dưới thôi. Thì đầu tiên là mình gán cho từng nút một nhá. Các bạn có thể thấy là ba nút, cái chỗ mà mình nhìn là ba nút ấy, thực ra là 3D thì nó nhiều nút thì bao nhiêu mình không rõ lắm đâu. Chứ đây là ba nút này thì nó cùng một cao độ, thì mình chọn luôn cả ba này gán luôn cùng một lúc nhé. Rồi bây giờ chọn này, xong các bạn muốn cứ gán thì cứ vào Earthside thôi. Earthside là gán cái gì cũng vào Earthside hết. Rồi vào zone lock này, qua sen này. Còn bây giờ mình đang là tải trọng là sóng thì chọn là sóng này. Đây sóng cũng là tải trọng theo phương dương x ấy. Thì các bạn nhập x luôn. Các bạn thay cái cao độ vừa nãy nó là 43, 41 ấy. 41 thì trừ đi cho 5 là còn 36 ấy. Thì thay vào cái công thức mà đề bài cho là fx 1,7 lên z ấy. Thì như mình đã thay rồi mà mình tính ra kết quả nó là 6.092 092 tấn. Các bạn có thể ấn máy tính hay là gì tùy nhá. Rồi ok, thì đấy là ba này đã được gắn lên. Tiếp theo là các nút ở bên dưới ấy. Thì mình kiểm tra tọa độ đã nha. Muốn gắn thì phải biết tọa độ mà. Rồi location này. Sau đó là các bạn nhìn đây nó là 33 này. 33 thì đây chứ. 33 thì nó là các bạn trừ đi, nhớ là trừ đi cho 5. 33 trừ 5 thì còn 48. 48 thì 3 trừ 5 là 48. À 3 trừ 5 28. nhầm. Thế bây giờ các bạn cũng thay một công thức tương tự như thế thôi. Thế bây giờ các bạn lấy cho cái điểm, chọn điểm đấy đi. Các bạn nhớ là các điểm này nó không cùng cao độ nhá. Không cùng cao độ thì đừng có chọn hết, cho nó hết cao độ là bị sai. Điểm nào cao độ nào thì phải đúng. Thế nào cùng thì mình chọn hết thôi. Rồi, tiếp theo là làm tương tự y như vừa nãy. Bây giờ các bạn cứ nhập tọa độ như mình và làm tương tự nhé. Sau khi mình các bạn sẽ ra đáp án thôi. Thì bây giờ các bạn, nếu các bạn cứ làm tương tự như là mình vừa làm cho bạn một hai cái trên ấy, thì như mình làm nó sẽ được các nút nó sẽ được lực sóng nó sẽ như thế này. Các bạn làm nó cũng sẽ ra như thế này thôi. Nó cũng không có gì khác ấy. Còn nhớ là cái ở dưới mặt nước cuối cùng ấy thì nó sẽ, nó mà không nhá. Tại vì nó không có gì đâu. Nó không có lực sóng tác dụng ở đấy đâu nhá. Bây giờ là mình đã vừa xong cái lượt sóng rồi đấy. Thì các bạn nhìn vào dạng 3D nhé, xem nó sẽ như thế nào nhé. Đó, các bạn nhìn này. Có nghĩa là tất cả các điểm của nó đã được gắn lượt sóng rồi đấy. Đây là lượt sóng. Còn mỗi cái chưa có Yoshida rồi. Cái này chưa có này. Vậy là mình đã làm xong tất cả các tải trọng sóng rồi. Và tất cả các nút có cao độ là dưới 40m rồi nha. Thì bây giờ xong rồi thì mình cứ đối xứng sao thôi. Mình đối xứng thì bây giờ muốn đối xứng thì mình cũng kiểm tra xem là cái mình cần đối xứng sao là bao nhiêu nhá. Cái này là mình đối xứng sao theo trục x. Thì mình nhìn theo trục x nó là 21. Thì mình đối xứng sang 21. Theo đúng nhé. Rồi mình chọn tất cả nha, các chỗ nào. Rồi các bạn vào Edit này, vào Replicate này, vào Mirror này, đối xứng không? Rồi X nó sẽ là 21 này. Rồi không, một cái đề không, một cái đề. Rồi, ok. Như thế là mình đối xứng ra rồi đấy. Các bạn có thể nhìn này.
từ tải trọng này, sau đó là liên kết các kiểu, là nó cũng được đối xứng sang theo rồi đấy. Nếu là mình mà đối xứng hết sang rồi mình mới gán liên kết và gán tải trọng thì nó là lòng hoàng, nói chung là nó cũng hơi vất vả so với việc là mình chỉ gán một nửa thôi. Thế là cái mình cứ đơn giản được cái gì thì mình đơn giản gán một nửa, đơn giản hơn thì mình cứ gán một nửa thôi đã. Rồi sau thì bây giờ thì chúng ta đã có đầy đủ rồi nhá, thì thử chạy thôi, thử chạy xem là chạy thì mình mới nhìn xem là mình có bị sai cái gì không, hay là nhìn các thanh như thế nào, thì khi chạy thì mình sẽ nhìn nó rõ hơn. Thì bước đầu tiên khi chạy thì các bạn phải chia giao điểm ra nhá, các bạn phải chia hết tất cả các giao điểm ra, cứ chia ra, dù mình vừa nãy mình có chia rồi hay chưa thì cứ chia ra cho nó chắc. Ok rồi, sau đó là mình chạy đi. Các bạn ấn cái run này, rồi run now này. Máy hơi cùi, chờ chờ hơi lâu. Rồi các bạn ấn vào cái start ấy để nó chạy. Đây chính là tính tải nhé. Các bạn muốn nhìn nó rõ hơn là nó, nói chung là nhìn đúng cái kiểu nhìn nó giống thật hơn, các bạn kiểu ấn vào cái tích này cho các thanh các tiết diện nó rõ ra ấy, và nhìn vào cái dòng frame ấy, các bạn ấn vào cái à không, sang cái zero này, cái chỗ này các bạn ấn vào x trước view ấy và phi object, các bạn ấn hai cái này lên, bật hai nó lên. Ok rồi, chờ một tí nào. Đấy, như thế này các bạn nhìn sẽ đẹp hơn, nhìn rõ hơn, không bị rối mắt. Ok bây giờ chạy âm thanh nghe rất là cuốn hút. Tĩnh tải chạy cho các bạn một cái này là cái gió nữa để các bạn nhìn xem là gió nó sẽ tác động như thế nào ấy. Tại vì nói chung là các bạn chạy trên máy các bạn cũng được rồi, cái này thì máy mình nó hơi bị yếu nên là chạy nó hơi bị lâu thời gian. Rồi đây là gió này thì sẽ tốt ạ, thì các bạn có thể nhìn nha. Rồi bây giờ rồi như thế này là các bạn, bây giờ là mình xem, nói chung là mình thấy nó cũng ổn ổn đấy, đấy chạy nó cũng được được rồi đấy, chắc là đúng rồi đấy. Các bạn làm trong quá trình làm nó sai sót gì các bạn nhận ra thì các bạn tự sửa, còn mình thì mình thấy nó cũng ổn rồi. Thì bây giờ mình xem là cái đề bài thầy giáo yêu cầu cái gì thì mình sẽ làm cái đấy thôi. Bây giờ đề bài nó họ yêu cầu là tìm cái lực dọc lớn nhất của ống chính ấy, thì mình cứ thì đầu tiên thì chúng ta cứ đưa về cái dạng ban đầu đó. Nhìn bình thường thôi, tắt hai cái x view và phi object đi để nó đưa về bình thường ấy. Ấn vào cái các bạn muốn ấn cái này này. Rồi bây giờ như đề bài yêu cầu là lực dọc lớn nhất của ống chính, thì có nghĩa là mình chỉ cần nhìn 8 cái ống chính thôi. Thì bây giờ muốn nó hiện lên 8 cái ống chính cho mình dễ dàng tìm lực dọc ấy, chứ để như này rối mắt lắm. Thì các bạn vào cái select này, vào select, vào cái chỗ property ấy, sau đó chọn frame section. Ở đây thì có tiết diện ống chính là cái tiết diện to nhất đấy, 1.000 bao nhiêu đấy, các bạn chọn cái đấy rồi ok, nó sẽ đánh dấu những cái 8 ống chính đấy. Sau đó các bạn chọn view này, sau đó vào show only này, có nghĩa là show only này.
Nghĩa là chỉ hiện 8 cái ống chính này lên thôi. Thì bây giờ các bạn nhìn thấy 8 ống chính nó đã được hiện lên rồi đấy. Thì bây giờ mình muốn tìm được dạng. Bây giờ thì chúng ta đi tiến hành là tìm lực sập của 8 cái ống chính này nhá. Thì đầu tiên là các bạn vào cái option này. À, mình nhầm một tí. Vào cái mà mình đang chỉ trên màn hình ấy. Vào cái đấy, bạn ấn vào đấy nhá. Vào cái, bây giờ tìm được xong thì các bạn vào cái display này. Cái trên thanh công cụ ấy, chọn display. Sau đó là chọn cái show process trap gì đấy. Xong rồi chọn cái frame này. Rồi, bây giờ, các bạn chọn cái này là combo 3 đi. Tại vì combo 3 là lớn nhất mà, lực nó sẽ lớn nhất thì mình chỉ cần xem combo 3 thôi. Thì ở đây mình đang xem lực dọc thì các bạn chọn cái axial force set ấy. Mình chọn là lực dọc, còn cái kia thì mình không cần xem, mình không quan tâm. Rồi ok. Đây, như các bạn đã thấy là 8 thanh nó đã hiện lực dọc rồi đây. Gần giống như kiểu dạng biểu đồ lực dọc mà mình vẽ trong các kết cấu ấy. Thì bây giờ mình tìm cái nào lớn nhất thì mình chọn thôi. Thì cần kiên nhẫn một tí, nhưng mà thực ra là lực dọc thì các bạn nhìn qua cũng có thể thấy là ở hai cái thanh ngoài cùng đây là khả năng là lớn nhất, là cao nhất đấy. Thì mình xem hai thanh đấy đầu tiên đi. Thì bây giờ thanh này này, các bạn nhìn xem nó là bao nhiêu nhá. Nó là khoảng 384,8 này. Mình xem một số thanh khác xem là nó như thế nào nhá. Thanh này cũng là 384,8 này. Rồi bây giờ mình nhìn cái này có vẻ lớn đấy. Cái này nó là 436,5, nó đã lớn hơn rồi đấy. Rồi bây giờ các bạn cứ cố gắng là muốn chính xác thì mình cứ nhìn, kiên nhẫn thì nhìn hết, không thì mình có thể nhìn qua xem cái nào lớn nhất thì mình xem luôn. Cái này 436. Và tương tự như thế thì các bạn sẽ tìm được cái lực dọc lớn nhất ấy, nó chính là 436. Để các bạn, nếu các bạn không tin thì các bạn cứ xem hết tất cả đi. Mình cũng đã thử thì nó là 436 phải bao nhiêu đấy. Để các bạn xem đề tiếp theo là họ hỏi là moment lớn nhất của ống chính, cũng là 8 ống chính này luôn nhá. Thì mình xem moment luôn. Thì các bạn chọn vào display này, cũng chọn vào cái giống như vừa nãy này. Cũng là moment, cũng là combo 3. Nhưng mà moment thì các bạn chọn cái moment 33 ấy, thì nó sẽ, các bạn nó chọn vào đấy. Thì các bạn nhìn đây, nó cũng được, moment nó cũng có này. Thực ra là nhìn như thế này thì chắc là sẽ nhìn luôn được chỗ nào lớn nhất, chứ không cần kiểm tra từ đầu đến cuối đâu. Thì các bạn cứ kiểm tra tượng trưng một số cái. Các bạn kiểm tra, ví dụ như mình đang kiểm tra cái này. Các bạn kéo xem nó là cái nào là lớn nhất nhé. Như ở đây thì nó sẽ là 162,868 này. Các bạn nhớ là đừng mà chọn nó chỉ dương ấy, tại vì moment lớn nhất mà nó chỉ là theo thứ âm, hay là thứ trên lên thứ dưới thì nó sẽ chỉ âm dương thôi. Cái này sẽ lớn nhất đấy. Tương tự vậy, nhìn cái này có vẻ lớn, xem đi. Cái này nhìn thấy luôn nó đã lớn hơn rồi. Nó khoảng 200 rồi, nên mình sẽ kéo trong chỗ đấy, nó sẽ là lớn nhất rồi đấy, chỗ đầu ấy, nên các bạn nhìn nó là lớn nhất rồi. Vậy chắc nó là 200 bao nhiêu đấy, các bạn xem có thể xem một số cái nữa xem nó là bao nhiêu. Cái này là 163 này, vẫn nhỏ hơn. Vậy thì moment lớn nhất nó sẽ là khoảng hơn 200 bao nhiêu, mình cũng không nhớ rõ lắm, tùy các bạn xem. Các bạn kiểm, đây là một cách kiểm tra thôi. Còn các bạn có thể, đây là mình đang nêu cách cho các bạn kiểm tra, muốn kiểm tra chính xác rõ ràng thì các bạn xem hết. Còn mình chỉ dạy các bạn cách thôi, các bạn mình chỉ nói qua không nói hết rõ ràng quá, mất nhiều thời gian. Tiếp theo này, bây giờ là mình xong cái moment của các lớn nhất của các ống chính rồi nhá. Tiếp theo là chuyển vị ngang cái khối chân đế. Thì chuyển vị ngang mà. Các bạn ở đây thì các bạn thích cho 3D lên được. Nên show 3D cho mình đỡ nhầm thành các bạn nghĩ là của mỗi, không, vào cái view, rồi vào cái
Seoul. Rồi các bạn hiện lên lên hết lên để các bạn mình sẽ các bạn nhầm mình chuyển bị ngang của tám cái ống chính mỗi tính mỗi dòng chính đấy là cũng hơi bị nguy hiểm ạ. Rồi bây giờ mình tìm chuyển bị ngang của khối chân đế thì chuyển bị thì các bạn thấy là cái khối chân đế này thì chuyển bị ngang lớn nhất thì chắc là nó phải ở trên cái thượng tầng rồi, có nghĩa là cái mặt phẳng diaphragm đầu tiên ấy thì nó mới là chuyển bị ngang lớn nhất. Thế là mình cứ nách lên cái thượng tầng đã. Thì cái này chính là cái thượng tầng này, các bạn nhớ lên nhắc lên cái mặt phẳng đầu tiên ấy thì đỡ đỡ luôn để cho đỡ luôn mắt ấy, thì mình tắt cái mấy cái tiết diện nó đi các bạn, vào cái tích ấy các bạn bỏ cái xích sừng nó đi và nó sẽ mất cái tiết diện. Còn đây chỉ là mấy cái lực của nó thôi nhá, các bạn nhớ là cái lực mà mình vừa gán nó vào ấy, ở cái thượng tầng ấy thì để nguyện được nó không, thôi mình nó không ảnh hưởng gì đâu thì mình cứ để nguyện nó không sao. Rồi bây giờ các bạn vì mình chuẩn bị ngang thì các bạn vào phần display này và vào cái phần show deformer sharp ấy, ấn vào đấy thì chuẩn bị ngang lớn nhất thì cũng là do combo 3 thôi. Rồi các bạn chọn cái scan factor ấy, ok. Rồi bây giờ các bạn ấn tích vào đấy thì các bạn nhớ là đây nó chính là hiện lên cái chuyển bị ngang này, chính là cái chan gì gì đó ấy. Còn cái dưới bên dưới cái r gì đấy, cứ các bạn nhìn thấy r chắc chắn nó là chuyển bị xoay này, thì mình đang tìm chuyển bị ngang thì chỉ quan tâm cái đầu tiên thôi. Cái này lớn nhất nó sẽ là khoảng 0.01248. Rồi các bạn tương tự như vậy với các điểm còn lại thôi, xem điểm tại vị trí nào thì điểm nào nó là chuyển bị ngang nó là lớn nhất, thì mình cứ làm tương tự thôi. Đây là 0.01244 này, 0.0125 này. Rồi các bạn cứ làm tương tự như những cái còn lại nhé. Khi mình đi thi thì mình cần tìm hết thì mình cứ làm hết, còn trên tư tưởng là nó sẽ làm như thế. Nói chung là các bạn cứ mình nói các bạn cách làm, các bạn muốn chính xác thì các bạn xem hết. Rồi bây giờ là bài của bọn mình nói chung là cũng đến đây là kết thúc rồi, thì hy vọng các bạn sẽ thực hiện được tốt theo bọn mình hoặc là sẽ làm được theo cách các bạn sẽ tốt hơn. Thì mình chỉ quay video bọn mình quay video này sẽ mong muốn là giúp được các bạn vừa có cái ý tưởng khi làm một bài trên SAP 2000. Bây giờ chúc các bạn làm bài tập tốt và vui vẻ. Xin chào các bạn.